Dự báo thời tiết, ngày và đêm ngày 11 tháng 10 năm 2024. Hà Nội. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, phía nam gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 29-32 độ, phía nam 26-29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ có nơi trên 30 độ. Nam Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 11 tháng 10 năm 2024